Ngày 16 tháng 3, Bộ Y tế Israel thông báo phát hiện hai trường hợp nhiễm một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Biến thể này là sự kết hợp giữa biến thể Omicron gốc BA.1 và dòng phụ BA.2. Tổng Giám đốc Bộ Y tế Israel Naaman Ash cho biết, biến thể lai mới gây ra triệu chứng sốt nhẹ, đau cơ và đau đầu, nhưng không cần biện pháp điều trị đặc biệt. Ông Ash nêu rõ biến thể này chưa từng được phát hiện trên toàn thế giới và bộ trên đang theo dõi sát tình hình. Tuy nhiên, giới chức y tế Israel bày tỏ ít lo ngại về biến thể này.